Đến Range Rover thì cũng cần phải lắp đèn thôi anh em ạ. Đèn nguyên bản của Range Rover đời 2013, 14, 15 đến 16 và một số dòng Range Rover đời sâu hơn nữa thì đèn rất tối, đi là không đủ cho các bác lái xe đi trên cao tốc. Do vậy các bác qua Autoba 650 Đình để nâng cấp một cặp đèn, và các bác đều chọn cặp đèn Pratium Laser. Đây là cặp đèn Pratium Laser phiên bản 9.3 mới nhất, bản cập nhật mới nhất 2023. Đấy, chúng ta sẽ cùng xem cái đèn này có đặc điểm gì nhá. Đấy. Đây các bác có thể xem đây, cái sản phẩm Laser 9.3 này thì được tích hợp thêm ballast nhá. Đấy, có thêm bộ ballast để gia tăng cái công suất sử dụng và tối ưu được cái phần công suất sử dụng cho đèn sáng hơn. Đấy. Đây là các kỹ thuật viên đang tiến hành lắp đặt, thì chúng ta cùng xem qua cái quy trình lắp đặt đèn như thế nào. Đây là công đoạn can chỉnh, đèn đã được tháo ra rồi. Đối với này bản Range Rover này thì đèn của Range Rover này không có chế độ liếc. Đấy, do vậy lắp đặt cũng khá là đơn giản thôi. Các kỹ thuật viên đang tiến hành can chỉnh. Đấy, đây là chế độ, đây là công đoạn đang can chỉnh. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy lên bảng này. Sử dụng đèn laser nhá. Đó, các bạn nhìn thấy đèn laser này. Đèn xanh laser để làm thước can chỉnh. Những công đoạn cuối cùng được kỹ thuật viên của Autoba 365 thực hiện, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.